quý vị, chúng ta đang trong thời lượng chương trình tư vấn trực tuyến Sống khỏe cùng bạn do báo Sức khỏe đời sống.vn phối hợp cùng cổng thông tin y tế Sức khỏe Sống khỏe.vn thực hiện. Và ngày hôm nay thì với chủ đề là cách hiệu quả để phòng chống bệnh tay chân miệng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xung quanh những nội dung của vấn đề này. Bệnh tay chân miệng thì có thể được hiểu là một bệnh truyền nhiễm và thường được đặc trưng bởi sốt này, đau họng và có thể là nổi ban, có bọng nước. Tuy nhiên thì virus gây ra bệnh tay chân miệng này nguy hiểm hơn rất nhiều các triệu chứng sốt thông thường khác. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung về cách phát hiện và chữa trị bệnh tay chân miệng để có thể có được một hướng điều trị bệnh tốt nhất. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Hồ Văn Thuận gửi đến thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái như sau ạ. Tôi được biết là bệnh tay chân miệng có khá nhiều chủng và nhóm bệnh, người bị bệnh cũng có những cấp độ khác nhau. Vậy các chủng bệnh đó nguy hiểm thế nào? Tôi nghe nói khi mắc phải tuyếp EV71 thì rất nguy hiểm bởi vì chúng có khả năng gây bệnh ở hệ thần kinh trung ương. Bác sĩ có thể chia sẻ, phân tích kỹ hơn được không ạ? Xin cảm ơn anh. Vâng. Thế thì trong cái nhóm nguyên nhân các cái con virus mà gây nên bệnh tay chân miệng thì đúng là nguy hiểm nhất vẫn là EV71. Và EV71 là viết tắt cái chữ là enterovirus số 71. Vâng, dạ. Enterovirus nó là cái con các cái nhóm virus mà gây bệnh là lây truyền qua đường tiêu hóa và gây bệnh trong đường ruột. Thế sau khi mà vào ruột thì con virus nó vào hệ bạch huyết và sau đấy nó vào trong máu và đi đến xâm nhập vào các cơ quan, trong đấy có hệ thần kinh trung ương. Thế thì hậu quả của bệnh tay chân miệng do EV71 gây ra thì nó có thể có viêm não, và viêm não là nặng nề. Thế các anh chị biết là viêm não mà không phải do bệnh tay chân miệng, viêm não ví dụ do các nguyên nhân khác như ví dụ như là virus viêm não Nhật Bản B cũng rất là nan giải. Cứ nói về viêm não là cái tỷ lệ tử vong cao. Di chứng thì lớn, chữa nhiều khi chữa cũng rất là khổ vì chữa xong thì để lại một cái di chứng rất là lớn, sống phụ thuộc cả đời và gia đình rất là khó, đúng không? Yeah. Không chữa thì bệnh nhân ra đi, gia đình cũng rất là đau đớn. Trong khi đấy thì đấy là một cái tình trạng rất là nan giải hiện nay, để làm sao chúng ta có thể chữa được viêm não, đấy là cái mục tiêu phải đặt ra đối với cả ngành y tế. Chúng tôi vẫn nhấn mạnh như vậy. Yeah. Trong các viêm não mà có thể chữa được thì cái may mắn là đối với cả trường hợp viêm não do bệnh tay chân miệng, chúng ta hiện nay cũng có giải pháp là chúng ta có thể dùng immunoglobulin. Dạ. Immunoglobulin không đặc hiệu thì khi mà phát hiện sớm trẻ đến trong giai đoạn từ 2B trở đi thì chúng ta có thể cho trẻ dùng. Và dùng immunoglobulin sớm thì thực sự là có hiệu quả để làm giảm được cái nguy cơ tử vong, làm giảm được cái nguy cơ di chứng của cái viêm não đấy. Thế thì vấn đề chỗ là phải đến sớm. Vâng. Đến sớm thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Thế còn đến muộn thì nói thật là với các anh chị là thực ra là rất là khó trong cái việc mà chúng ta có thể kiểm soát được tình hình. Hiện nay thì theo hướng dẫn Bộ Y tế thì chúng ta phân độ, thì chúng ta có 4 độ đối với cả bệnh tay chân miệng. Thì độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Thì độ 2 thì chia làm độ 2A, 2B. Thì nếu như mà trẻ đến sớm được, phát hiện được ở trong cái giai đoạn từ độ, đúng là từ độ 2A rồi sau đó là theo dõi đến độ 2B thì có thể là dùng cái thuốc đặc trị là immunoglobulin sớm thì có thể yên tâm được. Thế còn đối với cả cái việc mà chúng ta nói tại sao cái con virus EV71 nó gây bệnh nặng như vậy cho nay người ta cũng chưa lý giải được. Nhưng mà rõ ràng là theo dõi thì đúng thực sự là virus EV71 là liên quan mật thiết đến các cái biến chứng nặng, đặc biệt trong đó là biến chứng ở não, viêm não. Vâng, và đó là một cái hệ quả, cái hậu quả mà không ai mong muốn nếu như mà chẳng may có mắc phải căn bệnh này, đúng không ạ? Tôi đang liên tưởng đến những cái cấp độ bệnh này, chắc chắn là cái hướng điều trị, cách chữa trị nó cũng sẽ khác nhau, cái tiến trình nó cũng khác nhau, đúng không ạ? Vậy thì về cái chế độ dinh dưỡng chắc hẳn là nó cũng sẽ có đôi chút sự khác biệt, đúng không ạ, thưa tiến sĩ Từ Ngữ? Chắc chắn là. Vâng, và tôi cũng muốn tiến sĩ có thể giải thích kỹ lưỡng hơn là với những cái trường hợp bệnh từ nhẹ cho đến nặng như vậy thì các bé cũng cần phải một cái chế độ dinh dưỡng thế nào để mà hạn chế được những cái sự đau và ngứa do những cái vết loét hiện trên cơ thể ạ? Dạ. Thật ra thì nếu có 4 cấp độ như thế này thì chắc chắn là cấp độ 1, cấp độ 2 dạ. thì ta điều trị bằng dinh dưỡng qua đường miệng dạ. là khá ổn. Dạ. Thì các nguyên tắc như là tôi nói ở trên thì ta có thể áp dụng. Dạ. Nhưng mà còn cái độ 3, độ 4 khi mà trẻ nó không thể ăn qua đường miệng được thì cái đó phụ thuộc hoàn toàn vào các bác sĩ điều trị bệnh viện. Dạ. Và chúng ta phải kiếm một cái cách là nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Hoặc là nuôi dưỡng qua đường ăn qua sông. Dạ. Thì đấy là cả một cái vấn đề mà về mặt ăn điều trị
ở nước ta cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Như tôi được biết hiện nay thì những vấn đề nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch của chúng ta là còn khá hạn chế. Dạ vâng. Ăn qua đường nuôi dưỡng qua đường ăn sông cũng khá hạn chế. Nói ăn qua sông thì nó dễ, nhưng mà thực phẩm nào để đưa nó để ăn qua sông lại cả một cái vấn đề. Ở dạng nào, dạng nhũ hay là dạng thô thì cái đó chúng ta cũng phải tính toán. Dạ. Riêng đối với trẻ nhỏ thì tôi có thể nói một cách chắc chắn, nếu đưa qua đường ăn qua sông đúng không ạ, thì với một cái cách nấu như chúng tôi nói ở trên đúng không ạ, thực phẩm giàu protein đúng không ạ, nấu mềm như dạng súp nghiền đúng không ạ, xong bông qua sông, thế là tôi nghĩ là ổn. Dạ, như là nguyên tắc mà chúng ta nói. Còn nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch thì chúng ta phải tính toán một chút nữa về trọng lượng, trẻ có bị suy dinh dưỡng không, mức độ bệnh nó như thế nào, cần phải bồi phụ nước và điện giải bao nhiêu, đúng không? Thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào các xét nghiệm, đúng không? Và các bác sĩ điều trị sẽ có một cái chỉ định cụ thể cho cái việc nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Và tôi nghĩ là bác sĩ Thái cũng có rất nhiều các kinh nghiệm về cái chuyện này, thậm chí là kinh nghiệm hơn cả các cái bác sĩ dinh dưỡng. Dạ vâng. Thì tôi xin giải thích một chút là ống sông là như thế nào. Là khi mà trẻ hoặc là người bệnh thì cái khả năng nuốt là kém và có nguy cơ có thể là nuốt sặc, đấy, hoặc là không nuốt nổi, thì chúng ta sẽ luồn một cái ống bằng nhựa đặc biệt từ mũi hoặc là từ miệng vào trong dạ dày. Vâng. Thế và chúng ta sẽ có cái đường thông từ bên ngoài và trong dạ dày, như vậy thì cứ đến đúng bữa thì chúng ta bơm một cái lượng thực phẩm dinh dưỡng vào. Ví dụ như ở bệnh viện chúng tôi chẳng hạn thì là đã có sẵn khoa dinh dưỡng, người ta đã chuẩn bị sẵn các cái chai súp đầy đủ năng lượng rồi, đầy đủ các cái thành phần mà chúng ta cần yêu cầu rồi. Thì đến giờ người ta chỉ việc cắm vào cái ống đấy xong người ta cho chảy nhỏ giọt vào trong dạ dày thôi, rất là tiện. Thế còn về cái vấn đề là nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch thì thực sự là hiện nay cái xu hướng ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam của chúng ta thì sẽ đặt nó là ở hàng thứ yếu. Dạ. Sau cái nuôi dưỡng qua ống thông. Ống thông mà trong trường hợp ví dụ như là dạ dày bị đờ ra, nó không tiêu hóa nổi thức ăn, hoặc là có các cái vấn đề phẫu thuật ở ruột chẳng hạn, thì lúc ấy bắt buộc chúng ta phải luồn một cái ống thông vào trong tĩnh mạch để chúng ta nhỏ giọt các cái loại chất dinh dưỡng vào trong tĩnh mạch. Thì cái kỹ thuật đấy thì mình sẽ xếp hàng thứ yếu, tức là chỉ được lựa chọn sau khi mà ăn qua đường ống thông từ mũi, từ miệng vào trong dạ dày, mình không làm được. Vâng. Thật ra các nghiên cứu thì người ta chỉ ra rằng con đường tốt nhất là con đường ăn tự nhiên. Đúng rồi. Sau đó thì ăn qua sông, ống. Dạ. Sông. Thì còn cái việc mà phải giải quyết nuôi dưỡng bằng con đường tĩnh mạch, đấy là cái gọi là bắt buộc, không còn cách nào khác thì chúng ta mới phải làm cái đó. Bởi vì trong thực phẩm mà đưa qua đường tĩnh mạch ấy, dạ, là gọi là chúng tôi gọi là thực phẩm rất là tinh. Ừ. Nó tinh khiết đến độ nó không còn một cái gì cả về mà các chất xơ, về các cái khác đúng không, mà nó chỉ là các chất dinh dưỡng. Dạ. Và như vậy thì cơ thể khó hấp thu và sử dụng nó một cách tốt như là thực phẩm ăn qua đường tự nhiên. Dạ vâng. Thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, tôi thấy là bởi vì cái biểu hiện ban đầu của căn bệnh tay chân miệng này là cái biểu hiện sốt, mà phần lớn các bậc phụ huynh bây giờ, nếu như ngay cả bản thân tôi cũng thế thôi, nếu chẳng may thấy con mình mà bị sốt ở nhà thì cũng rất dễ là chọn một cái phương án tức thời để giải quyết tình thế, tức là dùng thuốc ngay tại nhà giảm sốt cho con và cũng tất nhiên là theo dõi. Thế nhưng mà từ góc độ mà anh đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh rồi, thì nếu như con có những cái biểu hiện như thế nào, chúng ta phải gấp rút cấp tập đưa đến bệnh viện ngay nếu không muốn mà cái tình trạng bệnh con mình trở nên tồi tệ đi ạ. Vâng. Vâng. Thì ở Việt Nam của chúng ta là cái xứ nhiệt đới. Vâng. Và cái xứ nhiệt đới chúng ta thì rất là nhiều các cái bệnh mà gây sốt. Và những cái bệnh này thì nhiều khi là trong những ngày đầu, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, chúng ta rất khó để phân định một cái sốt này nó là bệnh sốt xuất huyết hay là tay chân miệng hay là cúm hay là ngộ độc thực phẩm, hay nó chỉ là cái sốt mà thậm chí là nhiều khi là các cái cháu đi ngoài nắng về có thể là say nóng, thì mình cũng rất là khó phân định. Đúng rồi. Thế thì chúng tôi cũng chỉ xin phép có một lời khuyên là các bậc cha mẹ hãy tin tưởng vào hệ thống y tế, là chúng ta là bất kỳ khi nào mà trẻ có vấn đề sốt, chúng ta nên thu xếp thời gian cho cháu đi khám. Dạ. Càng sớm càng tốt. Thế thì chúng ta cũng không nhất thiết phải đến tận các bệnh viện tuyến trung ương để khám, mà chúng ta chỉ cần là khám ở những cái cơ sở y tế gần nhất để chúng ta có được cái thăm khám, để có được cái tư vấn, để chúng ta có cái định hướng là vậy thì đây là khu vực bệnh lý liên quan đến lĩnh vực nào. Để rồi về các bác sĩ sau khi khám xong sẽ tư vấn cho các bậc cha mẹ là về cần phải theo dõi các cháu những biểu hiện gì, khi nào thì cần đưa các cháu đến khám lại. Ví dụ như trong bệnh tay chân miệng
thì cần phải đưa các cháu đến khám lại khi nào? Khi các cháu vẫn còn sốt rất là cao, trên 39 độ. Thứ hai là các cháu có các cái biểu hiện nôn nhiều, đúng không ạ? Nôn nhiều là biểu hiện cần phải đi khám lại. Thứ ba đấy là biểu hiện của hệ thần kinh mà nó có thể có vấn đề. Ví dụ như là trong bệnh tay chân miệng nó có cái biểu hiện giật mình, tức là khi mà để cho các cháu nằm ngửa thì các cháu có biểu hiện giật mình như thế này một cái, nó hẫng một cái như thế này. Vâng. Thế thì những cái biểu hiện hẫng như thế, khi mà phát hiện thấy cháu có cái biểu hiện như thế là phải đưa các cháu đi khám lại ngay. Thì khám lại ngay, bác sĩ mà nghe đánh giá như thế có thể là nhận định là tình hình bệnh có thể là diễn biến nặng và cần phải can thiệp điều trị thuốc thì có thể giới thiệu các cháu vào bệnh viện ngay, đúng không? Thế các biểu hiện tiếp theo nữa thì những cái biểu hiện này thì quá rõ rồi, thì chắc là chúng ta các quý vị khán giả cũng rất là rõ là nặng này, ví dụ các cháu là không có ý thức tỉnh táo nữa thì đương nhiên phải đưa đến bệnh viện rồi, đúng không ạ? Các cháu quấy khóc quá nhiều luôn, mặc dù là thấy là nhiệt độ đến 38 độ rồi nhưng các cháu rất là quấy khóc, thì đấy là những cái biểu hiện mà gợi ý cũng phải đưa đến bệnh viện ngay. Ngoài ra thì những biểu hiện nặng nữa, ví dụ như là da nổi vân tím, rồi vã nhiều mồ hôi, rồi thậm chí là rối loạn nhịp thở, rồi vân vân, thì tất cả những biểu hiện đấy đều là nặng cả. Nhưng những biểu hiện đơn giản mà chúng ta có thể phải lưu ý đấy là gì? Đấy là sốt cao, đấy là nôn nhiều, đấy là biểu hiện quấy khóc bứt rứt, rồi giật mình, và kèm theo đấy là có thể có các cái ảnh hưởng về mặt hô hấp, vân vân. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh. Chúng ta sẽ lại cùng đến với câu hỏi của khán giả có tên là Bùi Mỹ Hạnh ở Bắc Ninh. Thưa bác sĩ, cháu gái tôi năm nay 2 tuổi, khoảng 10 ngày nay thì trên chân, bàn chân, đầu gối, tay như là kẽ tay, bắp tay, mông, háng của cháu xuất hiện các mụn nước nhỏ. Khi tắm hoặc là cháu dùng tay chà vào thì cái mụn này vỡ ra. Hôm sau tạo thành vết loét khoảng 5mm. Cháu vẫn ăn uống, sinh hoạt vui chơi bình thường, có sốt nhẹ nhưng khi mẹ cho uống nước cam thì hạ sốt ngay. Gia đình đang nghi ngờ là cháu bị tay chân miệng hoặc là thủy đậu. Vậy bác sĩ có thể phân biệt giúp được không ạ? Vâng, gia đình nghi ngờ thì chắc là mình cũng chứng kiến nhiều trường hợp bệnh, thế ra mình nghi ngờ cũng đúng thôi. Dạ. Thì trong trường hợp này thì nghe kể đấy thì chúng tôi cũng nghĩ nhiều đến thủy đậu. Vâng, có thể là một cái bệnh nào khác, nhưng mà rõ ràng trong trường hợp này thì chúng tôi cũng muốn là nhìn tận mắt cái tổn thương ở trên da của cháu thì chúng ta mới chẩn đoán chính xác được. Thế nhưng mà chỉ nghe kể như thế thôi thì chúng tôi nghĩ nhiều đến thủy đậu. Thủy đậu đặc điểm là có những cái tổn thương mụn nước nhỏ ở trên nền ban đỏ và mọc nó thành nhiều lứa tuổi khác nhau, tức là có những cái tổn thương chỉ là ban đỏ mọc bên cạnh những tổn thương nó đã là mụn nước rồi và lại mọc bên cạnh những tổn thương nó đã đóng vảy rồi. Dạ. Đấy, thì nếu mà có nhiều lứa tuổi tổn thương như thế ở trên cùng một cái khu vực da thì chúng ta có thể nghĩ đến bệnh thủy đậu. Thế còn bệnh tay chân miệng thì cái tổn thương mà mụn nước mà mọc ở cái khu vực đùi, háng các thứ thì nó là ít. Thế chủ yếu là ở bàn tay, bàn chân, có thể mọc quanh đầu gối, rồi ở khu vực mông, mông thì cũng ít hơn thôi, ở trong miệng. Vâng. Thế thì nếu như mà cái khu vực phân bố mà chúng ta theo dõi được sát và cái tổn thương chúng ta mô tả được chính xác thì chúng ta mới có thể định hình rõ rệt được. Thì trong trường hợp này chúng tôi nghĩ nhiều đến bệnh thủy đậu. Dạ. Cái bệnh thủy đậu thì thực ra nó cũng rất là lành tính, ở trẻ em thì rất là lành tính. Và nói chung nếu như mà trẻ mà không có vấn đề gì về mặt suy giảm miễn dịch thì chúng ta cũng không cần phải sử dụng thuốc men gì cả. Vâng. Vâng, thì chỉ có chăm sóc. Ví dụ như là xem xét xem là nếu mà cháu có khó chịu ngứa ngáy, có thể là cho cháu chấm những cái thuốc sát khuẩn ở ngoài, bên ngoài cái tổn thương. Thế rồi chẳng hạn như trong trường hợp mà như gia đình mô tả là cháu uống nước cam thì hết sốt ngay, đúng không ạ? Thì đúng là cũng là trong trường hợp này cũng phải cho cháu uống nước cam liên tục thôi, vì nếu mà cái đấy theo nhu cầu. Ngoài ra thì trong bệnh thủy đậu thì còn có một cái khả năng nữa, đấy là cái nguy cơ bội nhiễm, thì chúng ta phải giữ gìn sạch sẽ cái tổn thương ở trên da. Và để nguyên cái tổn thương trên da đấy thì chúng ta cũng không phải là dùng cái que hoặc là dùng cái kim để mà chích hoặc là để mà chọc vào cái võng nước hoặc mà chọc vào cái bụng nước đó. Chúng ta để nguyên như vậy để cho nó đóng vẩy, sau khi đóng vẩy xong nó tự bay hết. Dạ vâng, một cái cách thức rất là khoa học và theo từng tiến trình cụ thể của bệnh, đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Từ Ngữ, ở trong cái căn bệnh tay chân miệng thì nó có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn mà chúng ta bị đối tượng bệnh trẻ em sẽ bị vỡ cái mụn này ra. Và tôi liên tưởng là với những cái trường hợp như thế thì chắc chắn là cái sự nhiễm khuẩn, nhiễm trùng nó rất dễ xảy đến. Vậy thì các bậc cha mẹ cần phải lưu ý thế nào về cái chế độ dinh dưỡng cho con? Những cái loại thực phẩm nào nó sẽ dễ gây kích ứng vào cái thời điểm này? Cũng như là nó có thể bổ sung một cách tốt nhất cho những cái trường hợp mà nó khá là đặc biệt, nguy hiểm ạ? Trong cái giai đoạn mà các cái mụn nó vỡ, vâng, thì là cái giai đoạn mà bắt đầu là bệnh là thoái trào, dạ, thoái, vâng, thoái lưu. Thì lúc này ấy, thì một số các cái đặc biệt là vitamin A là rất có giá trị, dạ, trong cái việc là hỗ trợ để chống bội nhiễm, vâng, và
lành bệnh nhanh hơn. Dạ. Các thứ khác thì tôi đã nói ở trên, ví dụ vai trò của kẽm, dạ. Vai trò của các cái vitamin, đặc biệt là cái vitamin tan trong nước tôi vẫn nhắc lại đúng không? Và vitamin C và PP rất tốt trong cái giai đoạn này của trẻ. Vâng. Vậy là các mẹ, các bố cần phải lưu ý hơn về cái thời điểm này. Tức là có thể lúc đầu đang lo lắng rằng đây là giai đoạn nguy hiểm, nhưng hóa ra nó lại là thời điểm mà nó bắt đầu thoái trào rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng, vậy thì cũng có thể yên tâm hơn rồi. Thưa tiến sĩ Từ Ngữ, khán giả có tên là Cao Lê Nguyên từ Vũng Tàu thì có gửi đến tiến sĩ một câu hỏi như sau ạ. Con gái tôi được 13 tháng tuổi, tháng trước cháu bị tay chân miệng và đang bị bệnh tay chân miệng. Khi bắt đầu phát bệnh thì cháu bị phồng rộp ở lòng bàn chân, lan lên đùi, mông rồi lên miệng. Cháu còn bị co giật từng cơn. Hiện các bác sĩ đang điều trị rất chu đáo. Tuy nhiên cháu không chịu ăn vì miệng bị lở loét. Vậy xin tiến sĩ tư vấn giúp cho tôi là tôi nên cho bé ăn những loại thực phẩm thế nào và chế biến chúng ra sao để bé có thể tiếp nạp được ạ? Trường hợp này thì lại quay lại cái chúng tôi vừa trả lời. Tức là nếu cháu ăn, có thể ăn qua đường miệng được, mặc dù nó đau rát, nó khó ăn đúng không? Thì chúng ta vẫn cứ phải đưa bằng đường tự nhiên, tức là đưa qua đường miệng. Nếu mà trong trường hợp mà cháu không thể ăn qua đường miệng được, mà tình trạng dinh dưỡng của cháu suy sụp, đúng không? Tức là cái biểu hiện thiếu cân nó quá lớn, đúng không? Thì phải nuôi qua đường ăn sông. Tuy nhiên trong trường hợp cụ thể này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể cho cháu ăn một cái chế độ ăn qua đường tự nhiên. Dạ. Và vẫn theo các nguyên tắc như chúng tôi đã nói ở trên, chia nhỏ bữa ăn, nấu loãng hơn, đậm độ nhiệt tốt hơn, dầu protein và dầu vitamin và khoáng chất, không dùng các cái chất mà gây kích thích, gây đau cho cháu đâu, như thực phẩm mà quá chua, quá nóng, đúng không? Thì chúng ta lại không ăn. Còn lại thì tôi có thể nói rằng là giai đoạn này là giai đoạn phải bổ sung nước cho các cháu rất là đầy đủ, đặc biệt là các nước hoa quả ép là một cái điều tốt. Và tôi cũng xin lỗi là trong các nước hoa quả kép thì cái tính toan của nó rất cao, và tính toan của nó vào trong cơ thể của trẻ lúc này cũng không tốt. Đấy là cái mâu thuẫn của cái bữa ăn cho trẻ thêm. Cho nên trong các trường hợp này thì chúng ta phải dùng một phần của sữa đậu nành, nó tương đối kiềm hơn, để cùng đưa vào bữa ăn. Dạ. Thì nó sẽ giải quyết được cái bệnh tốt hơn. Dạ vâng. Cụ thể là sau cái quãng thời gian là khoảng mấy ngày mà nếu cháu khó tiếp nạp bằng cái đường tự nhiên thì chúng ta nên bổ sung bằng cái đường truyền ạ? Cái đó thì đường ăn sông chứ không phải đường truyền. Đường sông. Tôi có thể nói là thế này, các trẻ nhỏ ấy, mà gọi là nó bỏ bữa hai ngày, mình cứ nghĩ nó bỏ bữa nhưng thực ra nó vẫn ăn đấy. Đúng không? Chúng ta đưa cho nó ăn, chúng ta thấy nó ăn ít. Và các bà mẹ luôn luôn có cái cảm giác rằng là con tôi đã không ăn gì trong 2 ngày hôm nay, hoặc là không uống tí nước nào trong 2 ngày hôm nay. Thì đấy hoàn toàn là cái cảm giác của bà mẹ. Và chúng tôi đã rất nhiều lần chứng kiến mà phải gọi là kiểm tra, ngồi quan sát, quay phim cái bà mẹ nói rằng là con mình không ăn một tí nào, thì hóa ra nó vẫn ăn. Nó như mà nó ăn không đủ, hay là ăn không đạt được cái mong muốn của bà mẹ. Và bà ấy thường hay nói quá lên là con tôi không ăn gì. Đấy thì cái câu chuyện đó là mỗi câu chuyện có thật, để tôi muốn nói cái chuyện đó. Cái việc thứ hai là cái tình trạng dinh dưỡng của đứa trẻ hiện nay nó như thế nào. Nó lại không hoạt động nữa, vận động không có, thờ ơ với tất cả mọi thứ, đúng không? Nghĩa là nó thiếu, quá thiếu về mặt năng lượng. Dạ vâng. Đúng không? Thì chúng ta phải nuôi dưỡng bằng đường khác. Dạ. Thì cái đó phải do bác sĩ điều trị. Chứ còn không ai mà để trường hợp như thế mà ở nhà, đúng không? Dạ, vâng. Mà thường những trường hợp nếu có thì đã nằm ở bệnh viện. Vâng. Đúng không? Và đã nằm bệnh viện thì các bác sĩ điều trị người ta sẽ có cái giải pháp để mà đưa thực phẩm qua đường sông hoặc là... Chúng tôi cũng bổ sung một chút nữa là để tạo thuận lợi cho các cháu khi mà miệng có những cái tổn thương của bệnh tay chân miệng nói riêng, hay là các cái tổn thương khác ở trong miệng nói chung. Miệng đau thì ăn uống rất là khó, thì chúng tôi thường là cho... các cháu bôi thêm một cái loại gel nó cứ chứa cái chất gây tê tại chỗ. Thì khi mà bôi các loại gel đấy ở các tổn thương thì nó sẽ hết cái cảm giác đau. Và hết cái cảm giác đau đấy thì để cho các cháu ăn hết bữa thì cũng vừa vặn hết thuốc. Dạ, là vâng. Vừa.
Và những cái loại gel đó thì ví dụ bôi vào trong khu vực khoang miệng mà nó có thể nuốt cùng thì nó không gây tổn hại đúng Vâng, không? thì nó không ảnh hưởng vì cái liều lượng của nó để dùng tại chỗ thì rất là thấp. Dạ vâng, quả là một cái sự trợ giúp hữu ích đúng không ạ? Chứ còn nếu không thì chắc là cái đánh vật về cái việc là cho con ăn hàng ngày thôi là tôi nghĩ cũng là rất là đau đầu với các bà mẹ có con đang có bệnh rồi. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, lúc nãy thì anh có nói về những cái cấp độ của bệnh và có 4 cấp độ. À, cái hệ quả lớn của nó như anh có chia sẻ thông tin là có thể gây ra viêm não. Vậy thì ngoài cái việc cái biến chứng viêm não đó ra, căn bệnh này còn có thể gây nên những cái biến chứng nào nữa? Và ở cấp độ thứ mấy thì chúng ta cần phải quan tâm bởi vì nó bắt đầu có thể gây ra những biến chứng rồi ạ? Vâng, thế thì theo phân độ bệnh tay chân miệng thì chúng ta có 4 độ. Thì ở độ 1 có thể điều trị chăm sóc tại nhà được. Dạ. Nhưng từ độ 2 trở đi thì đã phải theo dõi ở trong bệnh viện rồi. À, độ 2 thì chúng ta lại chia ra làm độ 2A, 2B. Thì từ độ 2B trở đi thì đấy là những biến chứng nặng. Dạ. Và các biến chứng có thể có nhiều nhưng mà chúng ta tập trung lại vào hai cái biểu hiện chính. Thứ nhất là biểu hiện biến chứng hệ thần kinh. À, nổi trội là viêm não và các cái khu vực hệ thần kinh khác, ví dụ như tủy sống, hành tủy, vân vân. Thế thì chủ yếu là viêm não, và trong trường hợp viêm não thì đấy là cái biến chứng là nặng mà chúng ta đã xác định, đấy là một. Cái biến chứng thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm là biến chứng ở hệ tim mạch. À, biến chứng hệ tim mạch có thể là viêm cơ tim, Dạ. tức là cái cơ tim bình thường nó hoạt động nhịp nhàng nhưng khi mà nó bị viêm thì có thể là nó co bóp rối loạn, và nó co bóp rối loạn nó có thể làm cho có tình trạng suy tim cấp diễn ra một cách nhanh chóng. Dạ. Ở suy tim cấp tức là máu ở tim không đưa đủ đến các cơ quan bộ phận để nuôi cơ thể, cơ thể sẽ suy sụp rất là nhanh, và trong các cái biểu hiện suy sụp đấy thì có thể là có những biểu hiện là ngừng tuần hoàn, có thể có các biểu hiện trụy mạch dẫn đến là suy các cơ quan khác ở trong cơ thể, và bên cạnh đấy thì còn kèm theo biểu hiện phù phổi, tức là lượng nước ứ vào phổi quá nhiều Dạ. dẫn đến trẻ rất là khó thở. À, khó thở, không thở được, và các anh chị hiểu là rõ ràng trong trường hợp chúng ta không oxy thì chúng ta sẽ không thể sống được. Đúng Và rồi. khó thở trong trường hợp này rất là vật vã, rất là kích thích rất là nhiều, vì là không có cái cách nào để làm sao tống bớt, thải bớt cái lượng nước nó ngập ở trong phổi đi. Vâng. Thế thì đấy là cái biểu hiện phù phổi. Và trước đây ở Đài Loan ấy, cái vụ dịch năm 98 ở Đài Loan là rất nhiều em là ra đi vì cái biểu hiện phù phổi này. Dạ vâng, những cái kết thật là đau lòng cho những cái đợt dịch bệnh mà ngành y tế tại cái nơi đó còn phải bó tay và những cái hậu quả thì những cái đứa trẻ phải gánh chịu cũng là điều mà khiến chúng ta trăn trở đúng không ạ? Thưa quý vị, chúng ta sẽ lại cùng đến với câu hỏi của khán giả Hồ Thị Trâm ở Nghệ An thì có hỏi là con tôi 16 tuổi rồi, bị tay chân miệng được 4 ngày nay, đến nay thì các bọng nước đã bị vỡ. Tôi được biết nếu bọng nước ở tay chân khi vỡ ra nếu không giữ vệ sinh sạch sẽ thì rất có thể sẽ bị bội nhiễm và gây mưng mủ, làm cho bệnh càng phức tạp thêm. Vậy tôi phải vệ sinh cái bọng nước vỡ đó thế nào để tránh vi khuẩn xâm nhập? Xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái tiếp tục Vâng. trả lời câu hỏi Thực ra thì trên bề mặt da của chúng ta thì có rất là nhiều vi khuẩn, và không lúc nào không có vi khuẩn, cho dù chúng ta có dùng các loại nước rửa tay thật sạch thì lúc tại cái thời điểm đấy là hết vi khuẩn, rồi sau thì nó lại có thôi, qua cái việc là các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày thì trên da không thể không có vi khuẩn. Thế thì khi mà có những cái tổn thương nói riêng ở trong bệnh tay chân miệng, nói chung ở các cái bệnh lý khác mà làm cho da mất cái sự toàn vẹn thì có cái cơ hội cho vi khuẩn ở bên ngoài, ngay ở trên bề mặt da nó xâm nhập vào bên trong cơ thể. Dạ. Thế thì để mà tránh cho cái việc là xâm nhập như vậy thì thứ nhất là chúng ta cần phải giữ cái tổn thương đấy nó khô ráo. Dạ. Vâng. Thứ hai là nếu mà cần thì chúng ta có thể là chấm một chút thuốc sát khuẩn trên bề mặt da. Thuốc sát khuẩn chúng ta có thể dùng những cái rất là thông dụng, ví dụ như là dung dịch màu xanh, xanh metilen, Vâng. hoặc dung dịch màu tím là tím castellani. Vâng, Rất để quen còn nhiều thuộc. loại dung dịch khác nữa thì ít nhất chúng ta có thể ra cửa hàng thuốc chúng ta xem có hai cái loại dung dịch đấy dùng rất là phổ biến, và thực ra bác sĩ cũng không cần phải kê đơn Dạ. mà người bệnh có thể là mua về chấm tại chỗ được. Cái việc chấm tại chỗ, chăm sóc tại chỗ như thế thì chúng ta có thể giải quyết được ở trong tầm tay của chúng ta. Thế còn nếu mà sau khi mà đã chấm rồi mà chúng ta thấy là ở cái tổn thương da đấy nó có mưng mủ thì chúng ta lại cần phải đi khám. Dạ. Vì trong trường hợp đấy thì cần phải những cái xử trí mang tính chất chuyên sâu hơn. Vâng. Thế còn những cái chăm sóc tại chỗ thì nguyên tắc ở trong cái tổn thương da đấy là giữ khô, và nếu cần thì chấm thêm dung dịch sát khuẩn.
Thế một số trường hợp thì bảo là có cần tắm không, bởi vì giữ khô như thế này thì không được phép tắm rửa, đúng không ạ? Vâng, thì chúng tôi cũng phải nói thật là cái việc tắm rửa, chúng ta cứ tắm rửa, sau khi tắm rửa xong chúng ta dùng gạc sạch thấm khô các tổn thương, rồi sau đấy chấm thuốc sát khuẩn lên. Vâng. Một câu hỏi tiếp theo của khán giả Huỳnh Thị Mỹ Linh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, con tôi được 14 tháng. Cháu hôm nay bắt đầu bị sốt, chân tay có một vài vết đỏ. Tôi kiểm tra thì không thấy có vết loét ở miệng, nhưng cũng không thấy bé kêu đau gì. Tuy vậy, bé lại không chịu ăn uống, cho uống sữa thì nôn ra. Tôi thấy những vết đỏ đó như là muỗi đốt, giống với bệnh sốt siêu vi mà cháu từng bị. Vậy bé có khả năng bị tay chân miệng không thưa bác sĩ? Tôi cần làm gì để có thể chẩn đoán đúng bệnh cho bé ạ? Xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái tiếp tục Vâng. câu hỏi này. Bệnh tay chân miệng thì thực ra hiện nay thì chúng ta có thể chẩn đoán bằng kỹ thuật sinh học phân tử, Dạ. thì kết quả cho thì cũng nhanh thôi. Thế nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ là cái định hình về mặt các cái biểu hiện của bệnh nó có giống thế không, thì Dạ. nghe kể như thế này thì chúng tôi thấy cũng không giống lắm. Thế thì cái tổn thương ở trên da nó có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, không cứ là bệnh tay chân miệng. Thế và tổn thương ở trên da thì ở trong chuyên môn thì chúng tôi gọi là phát ban. Thì cái phát ban này thì nó tùy theo cái đặc điểm của ban mà chúng ta có thể định hướng các nguyên nhân khác nhau. Có thể có những trường hợp mà như ở đây chúng ta nói là sốt siêu vi, tức là sốt virus, cũng có thể nó gây phát ban. Rồi những cái trường hợp dị ứng thuốc nó cũng có thể gây phát ban. Ở những cái trường hợp mà bệnh do nhiễm các loại vi khuẩn ở trong nội tạng nó cũng có thể phát ban ở ngoài da. Thế thì trong trường hợp này thì nếu như mà cháu mà có những biểu hiện như là ăn vào là không ăn này, thậm Dạ, chí là nôn nôn này, ra. thì cháu nên được đi khám, đúng không ạ? Đi khám để đánh giá xem là liệu có phải đơn giản chỉ là sốt siêu vi hay nó còn là một vấn đề nào khác, ví dụ như viêm phổi cũng có thể có những biểu hiện phát ban ở bên ngoài, Dạ. mà có thể trẻ còn chưa có những biểu hiện suy hô hấp, chưa có những biểu hiện rút lõm lồng ngực, chưa có những biểu hiện ho hắng để mà chúng ta có thể nghĩ đến viêm phổi, nhưng thực ra có khi cái biểu hiện phát ban này lại là cái biểu hiện đầu tiên thì sao, đúng không ạ? Vâng. Do đó thì chúng tôi có một cái lời khuyên là đưa cháu đi khám, và Vâng. đưa cháu đi khám ngay. Dạ. Thế còn thưa tiến sĩ Từ Ngữ ạ, với những trẻ mà đang bị bệnh như thế này và cái biểu hiện như vậy, tức là cứ ăn vào thì nôn ra, thì chúng ta cần phải cải thiện cái bữa ăn thế nào để bé có thể là ăn được. Và tôi cũng đang nghĩ đến một cái giải pháp mà tiến sĩ có chia sẻ từ đầu, đó là sữa. Cái lúc này thì liệu sữa có phải là một cái giải pháp duy nhất không ạ? Thật ra nôn nôn chớ thì nó Vâng. có hai loại. Một cái loại nôn chớ tự nhiên. Vâng. Đó là cái chuyện mà bình thường của trẻ con nó rất hay có cái trò nôn chớ, nó không Dạ. có liên quan gì đến bệnh lý. Vâng. Và một loại thứ hai là nôn chớ mà có liên quan đến các bệnh lý. Dạ. Thì hôm nay ta chỉ nói đến cái chuyện là nôn chớ tự nhiên của trẻ Dạ. do quá trình, thì rõ ràng là khi mà nôn chớ thế này thì nó có mấy chuyện. Một là ăn quá no. Thứ hai là ăn phải thực phẩm nó không hợp với đứa trẻ đó, bởi vì một nguyên tắc cho trẻ ăn là phải ăn từ ít tới nhiều, Đúng rồi. đúng không? Bây giờ ta một cái loại thực phẩm mới chẳng hạn, hôm nay ngon quá đi ăn tiệc đúng không, cho nó ăn nhiều có thể đôn ngay. Tức là ăn quá no, ăn một cái thực phẩm lạ Dạ. cũng có thể gây nôn. À, sốt ngứa họng một chút thì có thể là chớ Vâng. nôn ra. À, để giải quyết vấn đề nôn thì rất dễ và cũng lại rất khó. Phải nói là nhiều cái ở đây mà nói rất dễ và rất khó. Thứ nhất là ta phải giải quyết được các nguyên nhân gây nôn tự nhiên của trẻ. Thì đấy là cái quan trọng. Nếu mà trẻ đang sốt, đúng không? Thì có khi giải quyết xong cái sốt thì trẻ nó không không nôn chớ nữa. Đấy. Ví dụ như là cho ăn no quá mà nó nôn thì đừng có cho ăn no quá. Đúng không? Thì đấy là những cái nguyên tắc cơ bản. Và một cái nữa mà mọi người ít chú ý đến, tức là lượng nước ở trong cơ thể của trẻ mà đã nôn chớ rồi, Dạ. đúng không? Và ta không bù lại ngay thì cái trẻ đó rất dễ bị nôn chớ lại. À thế ạ. Cho nên là có một cái việc nữa là trẻ đã nôn chớ thế thì mình phải bù lại đủ đủ cái nước cho trẻ. Dạ vâng. Và thậm chí người ta còn khuyến cáo là dùng cái dung dịch muối đường ấy, Oregon ấy, Đúng rồi. để mà bù lại điện Bổ giải. sung, vâng đúng rồi. Thì lúc ấy cái đứa trẻ nó có khi hết nôn. Cho nên là cái này là rất phức tạp, cái cơ chế này rất phức tạp, nhưng nó cũng rất đơn giản bằng các cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta có thể giải quyết được. Dạ. Còn một cái nữa là trẻ nôn chớ thì phải nói là nó đã mất đi một lượng thức ăn, tức là ăn vào nhưng mà lại bỏ ra, đúng không? Thì nó đã mất đi một cái lượng mà ăn vào cơ thể. Vâng. Cho nên một trong các cái giải pháp của nó như lúc đầu nói là lại phải đưa cho trẻ một cái lượng mà có cái đậm độ nó cao hơn Vâng. để cái khối lượng nó ít hơn. Vâng. Và một trong các cái đậm độ cao và tốt đó là các cái gọi là sữa.
Đúng. Đấy là một trong các cái thôi chứ không phải là nó là tất cả. Dạ vâng. Quả thực là nếu mà nói chung là ngồi hì hục chuẩn bị một cái bữa ăn cho trẻ, nó ăn xong đang thở phào nhẹ nhõm rồi nó phun một cái là ra hết. Đúng. Lúc đó thì nói thật là các bố các mẹ vừa bực mình mà lại cũng vừa thương con, vì là thấy là nó nôn ra thế, thì thứ nhất là nó không tiếp nạp được, nó vừa mệt mà cũng mất cái công của mình. Thế thì cái lời khuyên của ông cho các bậc cha mẹ trong cái tình huống này là gì ạ? Cái chế độ dinh dưỡng cần phải lưu ý tôi gì ở nhà cho con? Thì hiện nay là tôi có ba cháu nội. À, dạ. Thì hiện nay có một đứa vừa tròn 3 tuổi. Vâng. Và một đứa nữa là lớp 1. À. Hai đứa thì béo tốt. Nhưng mẹ thì dứt khoát là cứ nhồi nó ăn. Tôi thì bảo này coi chừng là thừa cân béo phì. Nhưng mình là thế, ông mình nói có mức độ thôi, mình mà nói quá thì là... Và trong nhà nói rất khó. Đúng rồi. Một chùa nhà cũng thiêng. Và cái đứa mà 3 tuổi con gái đó thì nó có hai cái tật rất xấu. Một là cứ ăn thì ngồi bô. Nó lạ như thế. Dạ. Cái thứ hai là rất hay chớ. Và nói và đúng là mẹ thì rất xót. Đấy, tôi thì tôi lại khuyên mẹ này cứ yên tâm, nó vẫn còn chơi, nó vẫn còn chạy, vẫn còn nhảy, vẫn còn thông minh như thế này. Thì cái việc chớ ấy qua cái giai đoạn nó sẽ hết. Dạ. Làm ơn đấy, giải quyết theo đúng các nguyên tắc tôi vừa nói là đừng có ép nó ăn. Dạ. Bởi vì cái này này không cẩn thận là từ thái cực này sẽ sang thái cực khác, là ép nó ăn thì nó lại biếng ăn. Nó bị tâm lý. Đúng thì rồi. nó lại biếng ăn thì còn khổ nữa. Đúng rồi. Cho nên là thà để nó đấy, nhưng mà mình làm sao để mỗi bữa ăn cho nó ăn vừa đủ phải tính toán. Cho nên tôi vẫn quan tâm rất nhiều chữ đậm độ nhiệt, tức là ăn 1 gram đúng không, hay ăn 1 thìa thì bằng ăn 2 thìa. Dạ. Đấy, đậm độ nhiệt tức là ý muốn nói có chỗ này, mà muốn giải quyết được cái đậm độ nhiệt ấy thì nó có 2 thứ. Một là phải có rất nhiều lipid. Tại vì lipid thì sinh năng lượng nhiều hơn, tức là 1 gram lipid bằng 2 gram protein bằng về năng lượng đấy. Đúng không? Thì cái đậm độ nhiệt một là phải nhiều lipid. Dạ. Nhưng mà nhiều lipid quá thì lại còn phải thêm một cái nữa là các cái bột mọng, các cái hạt nảy mầm đấy, gọi bột mọng giá đậu chẳng hạn, để làm cái thực phẩm nó loãng được. Chứ nếu không để nguội một cái thực phẩm nó sẽ đông lại thì trẻ lại không ăn. Tức là phải liên quan nữa đậm độ nhiệt với cái độ loãng của thực phẩm để cho trẻ này ăn. Thì đấy là một cái mà tôi nghĩ là rất quan trọng về đậm độ nhiệt để ăn cái khối lượng ít đi, vì nhu cầu của trẻ lớn, dạ dày của trẻ lại nhỏ, đúng không? Ba mẹ tính phải ăn ngần này mới đủ, đúng không? Thì cái dạ dày nó đã căng quá rồi thì nó phải trào ngược, nó phải nôn. Cho nên cái khái niệm về đậm độ nhiệt, đúng không, là cái khái niệm các bà mẹ nên biết, đúng không, để làm sao ăn khối lượng nhỏ mà đạt cái chất lượng dinh dưỡng đó nó tốt. Vâng, cũng nhân câu chuyện của gia đình tiến sĩ Từ Ngữ thì tôi cũng liên tưởng đến chính gia đình mình và những cái gia đình bên cạnh mà tôi được gặp, được nói chuyện rất nhiều. Thì cái việc là có thể có mâu thuẫn cho cái việc là chăm sóc trẻ, nó là cái việc dễ nhìn thấy ở bất cứ một ngôi nhà nào, đúng không ạ?